Xin chào các bạn. Khi mà cái hoàn thành cái bộ báo cáo tài chính, các bạn nếu mà sử dụng cái phần mềm ISP của MISA thì các bạn trước khi in các bạn cần phải đánh lại cái số chứng từ. Thì trước khi mà các bạn đánh lại số chứng từ thì các bạn vào cái tổng hợp này để các bạn mở khóa. Ở đây thì mình đã mở khóa rồi. Mình đã khóa sổ đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 rồi. Thì để mở khóa để đánh lại được số chứng từ thì các bạn vào chỗ tổng hợp này, sau đó vào khóa sổ kế toán này, các bạn kéo xuống bỏ khóa sổ kế toán. Các bạn để ngày khóa sổ mới là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thì mình bắt đầu đánh lại được số chứng từ của năm 2021 này. Đây là bỏ khóa sổ thành công rồi, các bạn đóng lại. Tiếp theo để đánh lại cái số chứng từ thì các bạn vào chỗ ba dấu chấm ở trên đây, các bạn vào đánh lại số chứng từ này. Ban đầu khi mà các bạn chưa đánh lại số chứng từ thì các bạn vào báo cáo này, vào các bạn có thể vào đến chỗ báo cáo sổ nhật ký chung đây để các bạn xem cái báo cáo. Nếu mà các bạn muốn in, các bạn chọn in đây. Các bạn chọn tham số này, chọn là cái thời gian in này. Đây các bạn có thể là gộp các cái bút toán giống nhau, các bạn tích vào gộp các bút toán giống nhau. Đến đây bạn xem. Thì đây cái số chứng từ ở đây nó sẽ là cái số, nó không theo một cái số thứ tự nhất định này. Đó. Có thể là số nó bị xáo trộn. Và đây cái đuôi hậu tố là 20, đây là năm ngoái mình đã đặt cái hậu tố của nó là năm 2020. Ở đây cái chứng từ năm 2021, tuy nhiên cái hậu tố của nó vẫn là năm 2020 này, 20 này. Đó, thì nó sẽ không được trình tự theo cái thời gian. Cái mục đích của mình là đánh lại cái số chứng từ này để trình tự theo cái thời gian. Đây là cái số chứng từ nó sinh ra trong quá trình mình nhập liệu vào ấy. Thì nó không được theo cái trình tự thời gian. Ví dụ như mình vào chỗ tiền mặt này chẳng hạn. Mình xem cái báo cáo. Báo cáo về số quỹ tiền mặt. Này cái giai đoạn tháng 12 đi. Thì đây các bạn thấy là cái số phiếu của nó này, từ số 99 này. 100 số phiếu chi này. Đây. 434 43 344 xong lại 337 đây. Nó không được theo cái trình tự thời gian tăng dần. Thế thì mục đích là mình đánh lại cái số chứng từ để cho nó tăng dần theo trình tự thời gian này. Thì để đánh lại cái chứng từ này thì các bạn vào chỗ 3 chấm ở trên đây. Các bạn vào chỗ đánh lại chứng từ. Đây có cái loại chứng từ. Ở đây có các loại chứng từ thì đầu tiên là các bạn chọn phiếu thu này. Phiếu thu các bạn chọn cái giai đoạn các bạn cần đánh lại chứng từ. Là năm 2021 để các bạn cần là in. Ở đây là tiền tố, là phiếu thu, đoạn sau nó ra phiếu thu và giá trị ban đầu. Giá trị ban đầu các bạn đánh là số 1 đến giá trị tổng số ký tự phân số nó là 5. Và cái số hậu tố các bạn để là gạch chéo này này, à gạch ship trừ này là 21 này, hoặc các bạn có thể là trừ 21. Thì đoạn sau cái ví dụ nó ra cái phiếu này là phiếu thu này. 5 ký tự tiếp theo bắt đầu từ số 1 cho đến số 21. Số 21 này là năm tài chính 2 năm 2021. Đấy là theo mình là mình đặt năm 2021 như vậy. Còn nếu mà các bạn có thể đặt lại cái số chứng từ khác, các bạn có thể đặt cái hậu tố này là khác chẳng hạn đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào đánh lại số chứng từ này để đánh lại số chứng từ. Ở đây cái phần mềm nó sẽ thông báo là đang đánh lại số chứng từ và hiện thông báo đánh lại số chứng từ. Bạn sẽ nhận được thông báo ngay sau khi hoàn thành. Khi mà cái đánh lại số chứng từ này hoàn thành, nó sẽ hiện ra cái thông báo ở chỗ này, cái chuông này. Thì các bạn có thể biết được là cái hoàn thành cái thông báo này. Tiếp theo để đánh các cái loại chứng từ khác. Ở đây thì có phiếu thu, phiếu chi. Thì lần lượt các bạn sẽ vào đây để đánh các loại cái phiếu thu, xong đến phiếu chi và các cái chứng từ kế toán khác. Thì lần lượt đây mình sẽ đánh phiếu chi cũng như vậy. Hậu tố là năm 2021. Đánh lại số chứng từ. Ok. Thu tiền gửi.
À đây có thấy là các bạn có thấy là ở đây cái tiền tố ban nãy nó là phiếu thu là có hai cái tự. Thì như ở đây cái tiền tố nữa là cái đây có bốn bốn cái tự cơ. Thì mình khuyên các bạn là nên đặt cái số tổng số ký tự phân số này. Các bạn là đây là 3. Đấy thì nó sẽ có 3 cái phân số. Cộng lại thì nó là 3 cộng đây là 7, 7 cộng với lại chỗ này nữa là cái ngang 21 này nó là 10, 10 ký tự này. Thì tổng các cái ký tự độ dài ký tự này nó sẽ là 10, cũng như cái phiếu thu phiếu chi vừa rồi nó là tổng các ký tự nó là 10. Các bạn đặt các cái tổng các ký tự nó là 10 thì đoạn sau nên cái nhật ký chung nó sẽ có cái tổng ký tự độ dài của tổng ký tự nó là 10, nó sẽ đều đều nhau đều nhau thì trong sổ nó sẽ đẹp. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn cái chứng từ nghiệp vụ khác tiền gửi này nó nhiều hơn 3 phân số thì các bạn có thể làm tận 4 và tổng các cái số một phiếu thu các bạn đặt lên là 11 này thì nó sẽ dài ra. Đến đây thì các bạn là đánh lại số chứng từ. Tiếp các bạn là đến ủy nhiệm chi. Ở đây có 3 tiền tố, nó có 3 thì ở đây các bạn đặt là 4. Sao cho tổng của nó là 7. 7 cộng với này ở đây có một cái ship trừ với 21 nữa nó là 10. Đấy, đấy là mới cái chứng từ đơn vị mà cái lượng chứng từ nó dưới 3 chữ số thì các bạn có thể đặt là 3 hoặc 4 đây. Còn nếu mà nhiều hơn thì các bạn tăng cái lượng lên thì tăng cái độ dài ký tự của tổng các cái ký tự này lên. Ok. Tiếp đến các cái loại khác. Chứng từ chuyển tiền nội bộ. Các bạn đánh lần lượt đến nhập kho. Nhập kho đây có 336. Thì tổng phân số là 5. Thì hậu tố các bạn vẫn để là 21. Rồi các bạn đánh đến xuất kho. Xuất kho là tổng tiền tố là xuất kho này và cái tổng số bắt đầu có hơn 300 ký tự thôi, có 300 số thôi. Bạn đánh lại số chứng từ ở đây. Các bạn cứ đánh lần lượt này, chuyển kho. Lần lượt cho đến hết. Lệnh sản xuất. Ở đây có cái lệnh sản xuất có 4 thì các bạn là chỉ đặt đây, đây là 4 thôi. Có 3 rồi thì ở đây bạn đặt đây là 4 thôi này. Đánh lại này. Đi tăng tài sản cố định này. Tổng phân số là 3, đây là 21 này. Đây tính khấu hao. Tổng phân số là 5, cái tự tiền tố nó có 2 ký tự thôi thì ở đây nó sẽ là tổng phân số là 5 và hậu tố là 21 này. Mua hàng. Tiếp theo đánh lại số chứng từ này. Đến mua dịch vụ này. Tổng phân số đây là có 4 này. Chứng từ bán hàng này. Tổng phân số kia là 5 này. Hậu tố là 21 này. Chứng từ nghiệp vụ khác này. Tổng phân số đây là 4 này, hậu tố là 21 này. 21 là năm 2021 các bạn nhé. Đấy là theo quan điểm của mình là mình đánh là như thế. Còn nếu các bạn thì các bạn có thể đánh theo cách bố trí của các bạn. Ở đây cái tiền tố này có 5 cái tự cơ. Thì ở đây cái hậu tố các bạn để đây là 2. Nếu trường hợp mà các bạn là cái tổng số phân số kia mà nó nhiều hơn cái nhiều hơn hai con số ở đây các bạn tăng lên và tăng đồng thời tăng tất cả các cái chứng từ khác lên.
kết chuyển chi phí. Đánh lại số chứng từ à. Đến nghiệm thu công trình. Tiếp theo đến ghi tăng công cụ dụng cụ. Đây tiền tố chưa có các bạn ghi mà. Hậu tố. Phân bổ công cụ dụng cụ. 4 thì đây là 3. Hậu tố là 21 này. Đánh lại số chứng từ. Phân bổ doanh thu. Phân bổ chi phí. Ký quỹ. Hạch toán lương. Ở đây các cái chứng từ này nó giá trị bắt đầu nó không có là nó sẽ không phát sinh. Đánh giá lại tài sản này. Các bạn lần lượt là đánh lại các cái số đó. Như vậy là xong rồi. Ở đây các cái chứng từ dưới là không phát sinh. Nên bạn không cần phải đánh lại nữa. Thì đến đây là các bạn đã đánh xong cái số chứng từ. Bây giờ các bạn có thể vào chỗ báo cáo này. Các bạn xem ở nhật ký chung. Các ký tự, các cái chứng từ đã được đánh số. Đây là của năm tháng 12 năm 2021. Và đây là các ký tự, các cái số chứng từ. Là gạch dưới 21 này, đấy, của năm 2021 này. Và như nãy mình có chia sẻ với các bạn là tổng các cái ký tự ở đây bằng 10. Các bạn ở đây có các bạn đếm ở đây có thể 10 này. Và các cái chứng từ khác cũng thế, là phiếu thu đây cũng 10 này. Ở đây có, nếu mà ký chữ tự bằng chữ ở đây mà có 4 ký tự thì các cái chữ ký tự số các bạn để 3 ký tự thôi. Và cái số cuối hậu tố nó vẫn là 21 này. Đó. Thì các cái đánh lại cái số chứng từ này này thì nó sẽ đều cái dòng này này, dòng chứng từ. Mà khi mà các bạn view lên để các bạn in ý, thì cái cột đó nó sẽ đều cái cột chứng số chứng từ ấy. Đây, cột số chứng từ đây, xong cột số chứng từ đây. Đây nó sẽ đều. Tất nhiên nó không thể đều như cái số cột là ngày chứng từ này được, tại vì cái số ký tự bằng chữ này có những ký tự nó dài hơn, có những ký tự nó ngắn hơn. Thì nó sẽ như cái tỷ lệ nó không nhiều, nó chỉ thụt ra một chút thôi chẳng hạn. Thì nó vẫn đảm bảo được cái thẩm mỹ. Đấy là cái quan điểm đánh lại cái số chứng từ của mình là như vậy, còn bạn có thể là tùy vào cái cách quản lý của các bạn thì các bạn là đánh lại cái số chứng từ làm sao cho phù hợp và thẩm mỹ đối với cái đơn vị của các bạn. Từ đây mình chia sẻ với các bạn cách in nhé. Các bạn vào cho báo cáo này này để các bạn in. Đây các bạn in cái sổ nhật ký chung chẳng hạn, thì các bạn vào nhật ký chung này, sau đó các bạn chọn tham số này, chọn tham số. Nếu các bạn in theo tháng các bạn vào đây lấy theo tham số theo tháng. Nếu không, các bạn in cả năm các bạn vào đây lấy cái giai đoạn theo năm, từ 1 tháng 1 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021. Ở đây có các bút toán giống nhau thì các bạn có thể là cộng gộp các bút toán giống nhau, các bạn tích vào, hoặc là các bạn có thể không, tùy thuộc vào cái nhu cầu quản lý của đơn vị các bạn. Ở đây nếu mà hiển thị cái số lũy kế từ kỳ trước chuyển sang thì các bạn tích vào đây. Đó, sau đó các bạn vào xem báo cáo này. Ở đây các bạn vào in. Và in ở đây thì có nạp lại cái tiêu đề cột ở trang in. Đấy thì các bạn có thể là tích vào đây để nạp lại cái tiêu đề cái cột ở các trang sau. Hoặc là các bạn hiển thị cái dòng cộng chuyển trang sau trên báo cáo, thì các bạn tích vào đây. Sau đó các bạn đồng ý. Ở hai cái tích đấy thì nó sẽ thể hiện trên cái tờ báo cáo như này. Đây để đợi cái trang web loát lên thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Do cái lượng chứng từ nó cũng tương đối lớn nên cái
để loát lên cái trang báo cáo nó cũng mất khoảng thời gian. Thì tùy vào cái lượng chứng từ của các bạn, là số liệu của các bạn nó lớn hay là nó không ấy, thì nó sẽ phụ thuộc cái thời gian để loát lên trang. Đây là cái phần mềm kế toán online, là chạy trên cái trình duyệt cốc cốc và Chrome và các trình duyệt khác. Đây thì đây nó sẽ lên này. Ở đây các bạn vừa nãy tích là cái tiêu đề của trang. Đấy, tiêu đề của mỗi trang đây là cái tiêu đề này. Thì trang nào nó cũng có cái tiêu đề này và cộng chuyển trang sau. Để bạn tích vào hai cái đấy nó sẽ có được hai cái dòng này ở dưới này. Đấy, dòng nào nó cũng có như vậy. Chuyển trang sau. Còn nếu bạn không tích ấy, không tích thì nó sẽ không có những cái dòng này. Không có hai cái dòng này. Đó. Đây có một cái cột mà tích nữa là thể hiện cái số thứ tự ở trong cái sổ này, nhưng mình là mình không tích cái cột đó nên nó không hiện lên. Còn nếu mà các bạn muốn muốn xem thì mình sẽ chia sẻ lại với các bạn. Đây các bạn nhé, bạn vào in đây. Đấy, ở đây có mấy cái tích này. Nếu các bạn bỏ tích ở đây và các bạn thêm cột mà thể hiện cột số thứ tự trên báo cáo này. Đấy thì sẽ sau đó các bạn nhấn đồng ý này. Đợi một chút để khi đào cái trang báo cáo lên. Ngoài cái việc in cái chứng từ ra như thế này thì bạn cũng có thể là xuất ra file Excel để các bạn là lưu lưu bằng file Excel hoặc là file PDF. Đó. Thì đây cái sổ nhật ký chung này, đây là cái cột là cột số thứ tự này, đã thể hiện cột số thứ tự ở trên báo cáo. Đây là cột số thứ tự trên báo cáo và đây là mình đã tích bỏ cái cột cộng chuyển trang sau nên là đây là không còn cột cộng chuyển trang sau nữa. Đó này, tùy vào cái nhu cầu quản lý mà các bạn có thể là để cái dòng đó hoặc là không, và để cái cột số thứ tự hoặc là không, hoặc là để tất cả ba. Như mình nãy vừa có chia sẻ là cái cột số chứng từ đây cũng thế này. Đó, thì các bạn là thấy cái cột này là tất cả 10 ký tự nó cũng đều đều tương đối này. Đến đây thì các bạn cũng có thể là tiến hành in cái báo cáo này. Hoặc là các bạn có thể là xuất sang Excel, xuất sang PDF. Thì ở đây các có cái cột là xuất sang Excel này, các bạn vào cái chỗ chỉ chọn xuống này. Để các bạn muốn là xuất Excel của cái dạng dữ liệu hoặc là xuất Excel của cái dạng dạng mẫu in thì các bạn xuất dạng mẫu in này này. À, vì do cái báo cáo này thì có thể là một số cái cơ quan thuế họ khi mà họ kiểm tra ấy, họ ngoài việc xem cái sổ sách in họ còn có yêu cầu là các bạn là gửi cái bản mềm để họ ấy để cán bộ thuế họ rà soát ấy. Thì bạn cũng có thể là xuất ra đây cái dạng in này để trình cơ quan thuế nếu mà có được yêu cầu. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách in cái phiếu thu phiếu chi. Thì để in cái phiếu thu phiếu chi thì các bạn vào chỗ tab tiền mặt này này, sau đó các bạn vào chỗ dòng tab tiếp theo là phiếu thu phiếu chi này, các bạn lọc ra một cái phiếu thu hoặc là phiếu chi. Đây các bạn lọc ra một phiếu thu phiếu chi này. Đến đây thì các bạn ở nhìn xuống ở dưới này có cái chỗ in này. In này thì các bạn chọn vào chỗ tam giác này này, các bạn in. Nếu mà tùy chọn in thì các bạn tùy chọn in. Đây không thì các bạn in hàng loạt thì các bạn có thể vào chỗ in theo nô này. Nếu mà in riêng lẻ thì các bạn vào in cái phiếu này thì in theo O5 này. Còn không thì in theo tùy in theo nô, các bạn vào in theo nô này. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là in theo nô theo cái giai đoạn này. Là in theo ngày 31 tháng 1 năm 2021. Bởi vì nếu mà các bạn in là cái khoảng thời gian nó rộng quá thì phần mềm nó có thể không loát được hết trang và cái lượng chứng từ nó quá lớn này. Đây ví dụ là hơn 200. Đấy. Thì bạn có thể là in nếu mà cái dữ liệu của bạn nó không không quá nhiều, nó vài trăm thôi thì các bạn có thể in cả tháng cả năm được. Tuy nhiên nếu mà cái lượng chứng từ nó lên vài nghìn chẳng hạn, đối với một đơn vị thương mại nó vài nghìn chẳng hạn, thì bạn nên tách nhỏ nó ra theo từng giai đoạn, từng từng tháng hoặc từng quý một thì các bạn in thì loát trang web nó cho nhanh.
Đến đây thì các bạn có thể vào chỗ tam giác này, các bạn in phiếu chi này. Ở đây các bạn nói in phiếu chi theo mẫu A5 thì các bạn vào chỗ in phiếu chi theo mẫu A5 này. Đó, sau đó các bạn chọn tất cả này. Tất cả bạn nhấn đồng ý. Ở đây cái phần mềm thông báo là để đảm bảo cái hiệu năng chương trình chỉ hỗ trợ in tối đa là 100 chứng từ một nút, là vui lòng kiểm tra lại, chọn lại là nếu in quá nhiều thì nó không thể loát được trang ấy, thì các bạn có thể chọn đến theo quý 31 tháng 3 thôi. Sau đó các bạn nhận lấy chứng từ này, thì ở đây nó có 66 chứng từ. Và đây vẫn là in phiếu chi theo A5 này, các bạn chọn này. Đó, sau đó các bạn nhấn đồng ý này, đồng ý để phân lên. Vì nó chạy trên cái nền tảng web nên là khi để download được cái trang này về nó cũng mất khoảng thời gian. Đối với đường truyền mạng, các bạn đảm bảo cái đường truyền mạng của các bạn là ổn định và tương đối mạnh. Đây đường truyền mạng của mình là mạng dây là cũng rất là mạnh, nhưng mà tuy nhiên là cái trang web đào về cũng rất là cũng phải mất một thời gian các bạn nhé. Dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc thì là đơn vị cung cấp phần mềm kế toán của MISA và các cái phần mềm hóa đơn điện tử của MISA cũng như phần mềm bảo hiểm xã hội của MISA. Các bạn nào quan tâm thì có thể để lại comment ở phía dưới và hoặc là liên hệ với số Zalo 0982 60 90 92 để được tư vấn và chia sẻ. Anh đây, gì đấy, anh đang là trên trên kênh cả, có gì đó. Đây như là trang đang loát được rồi đây bạn này. Đến đây thì các bạn có thể in theo nô, in theo nô luôn, in luôn loạt theo nô để có thể in được. Cũng tương tự như vậy thì các bạn cũng có thể là in các cái phiếu thu. Đến đây thì các bạn cũng có thể xuất file, các bạn bấm vào đây để xuất ra file PDF.
rút ra file PDF để các bạn có thể lưu hoặc các bạn in ra luôn. Vâng, như vậy là vừa rồi là dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc đã chia sẻ với các bạn là về cái cách lại đánh lại cái số chứng từ trên cái phần mềm ISP AMIT của MISA. Và nếu mà các bạn vào đây thì các bạn là làm cái thông tin về công ty này, các bạn có thể là đánh cái người ký ở trên trên bộ chứng từ ấy. Các bạn vào đây thì các bạn là ký. Các bạn cũng có thể vào tổng quan này để các bạn xem là cái trình tự của các số liệu báo cáo của đơn vị các bạn. Phần mềm ISP của AMIT thì là một phần mềm online, dùng cho online. Bây giờ trên chứng từ điện tử thì các cái chứng từ hóa đơn đều là hóa đơn điện tử thì rất là tiện dụng cho các bạn là khi mà các bạn sử dụng hóa đơn, các bạn dùng các bạn có thể là bắt check lên đây ngay, cập nhật mọi lúc mọi nơi, chỉ là cần có máy tính và có mạng. Và cái hóa đơn các bạn có thể đính kèm ở đây, nếu các bạn có thể đính kèm các file này, dung lượng tối đa là không quá 5 MB. Thì hóa đơn điện tử thì các bạn đăng về máy tính xong rồi thì các bạn có thể đính kèm ở đây bản PDF hoặc là bản XML, thì các bạn khi mà các bạn ở đâu thì các bạn có thể in lại. Ok, vừa rồi là dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc đã chia sẻ các bạn cách đánh lại cái số chứng từ. Thì các cái thông báo mà đánh lại được số chứng từ thì nó nên thông báo ở đây sau khi mà các bạn đã đánh lại xong rồi đây. Đó. Nếu các bạn nào quan tâm đến phần mềm này cũng như là các bạn nào cần chia sẻ về cái sử dụng phần mềm này thì có thể liên hệ với cái số Zalo 0982 60 90 92 để được tư vấn và hỗ trợ.